Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Thịnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Huyện ta nâng cao nghiệp vụ công tác tổ chức và xây dựng đảng cho trên 100 cán bộ. Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện triển khai công tác hiến máu tình nguyện năm 2017. Phóng sự hiệu quả trong phong trào thi đua kết thắng lực lượng vũ trang huyện Thịnh Gia giai đoạn 2012-2017. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9 tại trung tâm hội nghị, Ban tổ chức huyện ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2017 cho trên 100 học viên là bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, chuyên viên các ban xây dựng đảng huyện ủy và cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy trên địa bàn huyện. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng các ban xây dựng Đảng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở những kiến thức cơ bản về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, qua đó giúp mỗi cán bộ làm tốt hơn công tác tham mưu, triển khai thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các đồng chí học viên tranh thủ thời gian tiếp thu các nội dung tập huấn, kết hợp giữa nghe giảng với nghiên cứu từ thực tiễn từ địa phương để nắm bắt các nội dung mới, bổ sung cho mình những kiến thức cần thiết, từ đó góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng trong tình hình mới. Trong thời gian một ngày, các học viên đã được nghe đồng chí giảng viên là lãnh đạo ban tổ chức huyện ủy trực tiếp truyền đạt các nội dung về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ từ huyện đến cơ sở, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trọng tâm là những quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng đảng, những quan điểm, giải pháp mới về xây dựng đảng trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian cho các học viên trao đổi, thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đã làm được, chỉ ra những khó khăn, tồn tại vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, đóng góp những giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng đảng, tổ chức đảng, đặc biệt là ở dưới cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị huyện, Liên ngành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Hội Chữ thập đỏ tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn đội Hội Chữ thập đỏ năm học 2016-2017, triển khai chương trình năm học 2017-2018. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, huyện đoàn Hội Chữ thập đỏ huyện, các đồng chí hiệu trưởng, bí thư chi đoàn, tổng phụ trách đội các trường trên địa bàn huyện. Năm học 2016-2017, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được các đoàn trường chú trọng quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả. Các đoàn trường đã triển khai sâu rộng việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn và cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Các đoàn trường đã tổ chức sinh hoạt chi đoàn, tuyên truyền giáo dục trong học sinh về lòng yêu nước và tự hào dân tộc, tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ, các phong trào thi đua, phong trào tình nguyện xung kích như mô hình cổng trường an toàn giao thông, tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, các nhà trường làm tốt công tác từ thiện nhân đạo như Tết vì người nghèo và thăm hỏi giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ đồng bào lũ lụt, giúp đỡ các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, v.v. Các đoàn trường đã quan tâm tới hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho đoàn viên thanh niên, học sinh, nhất là các em cuối cấp,
giúp các em định hướng được nghề nghiệp, chọn trường, chọn ngành phù hợp với năng lực sở trường của bản thân, hoàn cảnh gia đình và đáp ứng được yêu cầu xã hội. Trong năm học vừa qua, công tác phát triển đoàn đội, chất lượng đoàn viên, hội viên được nâng lên. Các đoàn trường giới thiệu 21 đồng chí đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 16 đồng chí. Bên cạnh công tác đoàn, công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi được chú trọng, tạo nhiều sân chơi bổ ích lành mạnh cho lớp thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện như tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh, luyện rèn trí thức, vững bước tương lai, vui khỏe an toàn, làm nghìn việc tốt với các mô hình, phong trào như thiếu nhi vâng lời bác, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tổ chức sôi nổi hội thi, chỉ huy đội phụ trách sao giỏi. Phong trào thi đua dạy tốt học tốt và các cuộc thi của ngành được phát động mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên khối trường học. Năm học 2016-2017, toàn huyện có 69 hội, chi hội chữ thập đỏ trường học, cán bộ giáo viên các trường học là hội viên, là lực lượng nòng cốt trong tổ chức, triển khai các hoạt động nhân đạo tại trường. Mục tiêu trọng tâm của hoạt động xã hội nhân đạo trong năm học là tiếp tục duy trì và phát triển cuộc vận động. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, phong trào Tết vì bạn nghèo tiếp tục được duy trì và ngày càng có chiều sâu để kịp thời giúp đỡ tại chỗ cho các bạn vươn lên học tập tốt. Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động giữa ngành giáo dục đào tạo, đoàn thanh niên và hội chữ thập đỏ năm học 2017-2018. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà liên ngành huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội chữ thập đỏ đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, liên ngành cần tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả hơn nữa chương trình phối hợp, thực hiện tốt chương trình phối hợp góp phần đẩy mạnh công tác đoàn, đội hội chữ thập đỏ, đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng, xét cấp học bổng, giải thưởng cho giáo viên học sinh, động viên giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt, tiếp tục đổi mới theo hướng, thiết thực hiệu quả, góp phần giáo dục toàn diện trong nhà trường. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã trao bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thanh Hóa, Ban Chấp hành Huyện đoàn và giấy khen của liên ngành cấp huyện cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn hội đội Hội Chữ Thập Đỏ năm học 2016-2017. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 9, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện đã tổ chức hội nghị triển khai công tác hiến máu tình nguyện năm 2017. Đồng chí Lê Thế Kỳ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo phòng y tế huyện thông qua kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2017. Theo đó, để tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam trong phong trào hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện, thời gian vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị huyện, phấn đấu toàn huyện vận động hiến được 750 đơn vị máu trở lên, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Tiêu chuẩn của người hiến máu tình nguyện đối với nam cân nặng trên 45 kg, nữ trên 42 kg và không hiến quá 9 ml trên 1 kg cân nặng. Nam được hiến không quá 4 lần trên một năm, nữ được hiến không quá 3 lần trên một năm và khoảng cách tối thiểu giữa hai lần hiến máu là 12 tuần. Trong năm không hiến quá 4 lần. Ngoài ra phải đạt một số tiêu chuẩn khác khi khám sàng lọc. Những người không được hiến máu như người đã nhiễm hoặc thực hiện hành vi có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS, người nhiễm viêm gan B, C và virus lây truyền qua đường máu, người có các bệnh mãn tính như tim mạch, huyết áp, hô hấp, dạ dày, những người hiến máu ngoài các quyền lợi mà chỉ người hiến máu mới có, còn được chăm sóc, được điều trị miễn phí khi có tác dụng không mong muốn xảy ra trong và ngay sau khi hiến máu, được tôn vinh, khen thưởng và hưởng các quyền lợi khác về tinh thần, vật chất theo quy định của pháp luật. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thế Kỳ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị để triển khai thực hiện, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo cơ sở được phân công phụ trách để Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2017 đạt yêu cầu đề ra.
ngành y tế huyện cần chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị chuyên môn, đảm bảo cho công tác lấy máu, chủ động phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe trong hiến máu và thực hiện kỹ thuật lấy máu theo đúng quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức sáng tạo nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về mục đích, ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu số lượng máu đề ra năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 9 năm 2017, đoàn công tác của Sở Y tế Thanh Hóa đã về thẩm định xã đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020 tại xã Triều Dương. Tham gia làm việc với đoàn có đồng chí Lê Thế Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể liên quan cấp huyện và lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể xã Chiêu Dương. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn thẩm định của Sở Y tế Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả mà xã Chiêu Dương đạt được dựa trên những tiêu chí Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã. Đoàn đã đánh giá cao những kết quả mà xã Chiêu Dương đạt được như sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy đảng chính quyền trong việc chỉ đạo điều hành chăm sóc sức khỏe nhân dân, việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được chú trọng, triển khai thực hiện đầy đủ công tác y tế dự phòng, công tác dân số kế hóa gia đình. Đoàn cũng đã chỉ ra một số điểm còn hạn chế yếu kém như hồ sơ quản lý của trạm y tế chưa khoa học, thiếu tính đồng bộ, nhân lực của trạm còn thiếu, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh chưa đầy đủ, đồng bộ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm còn thấp, mới đạt trên 69%. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn xã còn thấp. Công tác phối hợp giữa trạm y tế và các trường học trong việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh chưa tốt. Qua thẩm định đánh giá, xã Chiêu Dương đạt 89,5 trên 100 điểm, đủ điều kiện để được công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Sở Y tế Thanh Hóa đề nghị các cấp các ngành trong huyện và xã Chiêu Dương cần tiếp tục nâng cấp, cải tạo hệ thống cơ sở vật chất, đầu tư, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh còn thiếu đồng bộ, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân trên địa bàn tham gia đầy đủ công tác tiêm chủng, khám thai, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba và làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã. Thưa quý vị và các bạn, vụ mùa năm 2017, toàn huyện đưa vào gieo trồng với tổng diện tích là 8.067 ha, bằng 85% kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa mùa là 5.776 ha, bằng 96% kế hoạch. Theo cơ cấu mùa vụ, các xã đã chỉ đạo bà con nông dân gieo trồng các loại giống phù hợp trên đồng đất, chủ yếu là Thái Xuyên 111, BC15, TBR225, Khang Dân đột biến. Tình hình thời tiết trên địa bàn toàn huyện tương đối thuận lợi, lượng mưa phân bổ đều nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy một số diện tích lúa mùa bị sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân gây hại nhưng ở phạm vi ít và không ảnh hưởng lớn đến năng suất sản lượng. Vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 nên xảy ra mưa to đến rất to. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các xã tiến hành thu hoạch với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Đến hiện nay, toàn huyện đã thu hoạch được trên 90% diện tích cây lúa, năng suất ước đạt 45 tạ trên hecta. Thực hiện kế hoạch số 133 của Ủy ban nhân dân huyện ngày 15 tháng 8 năm 2017 về việc tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2017. Theo kế hoạch, thời gian đồng loạt tổ chức tiêm phòng trong toàn huyện là từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9. Kết quả tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó toàn huyện đã tiêm được 12.730 liều, bằng 64% kế hoạch. Một số xã có tỷ lệ tiêm phòng dại cho đàn chó đạt tỷ lệ thấp là Hải Châu, Hải Ninh, Chiêu Dương, Hải Hòa, Bình Minh, Thanh Sơn. Đối với đàn châu bò, toàn huyện đã tiêm được 2.975 liều vaccine lở mồm long móng, bằng 26% kế hoạch. 2.650 liều vaccine thụ huyết trùng, bằng 23% kế hoạch. Trong đó còn 3 xã chưa tổ chức tiêm phòng cho đàn châu bò là Hải Thanh, Hải Bình và Hải Thượng. Công tác tiêm phòng vaccine cho đàn lợn đạt tỷ lệ rất thấp. Toàn huyện tiêm được 1.795 liều vaccine dịch tả, bằng 11% kế hoạch.
vaccine thụ giấu 1.640 liều, bằng 10% kế hoạch. Còn 7 xã chưa tổ chức tiêm phòng cho đàn lợn là Hùng Sơn, Ngọc Lĩnh, Phú Sơn, Trường Lâm, Hải Bình, Trúc Lâm, Hải Hòa. Đối với việc tiêm phòng vaccine cúm gia cầm thì mới có 17 xã tổ chức tiêm, được 12.000 liều, bằng 4,2% kế hoạch. Nhìn chung kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2017 đạt tỷ lệ thấp, nhiều xã triển khai thực hiện chậm và chưa chú trọng đến công tác tiêm phòng cho đàn trâu, đàn bò, đàn lợn. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Phát huy truyền thống của quê hương Tĩnh Gia anh hùng, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện nhà đã được duy trì thường xuyên, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Để phong trào thi đua quyết thắng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, Đảng ủy Quân sự huyện đã ra nghị quyết chuyên đề về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện nhà trong tình hình mới. Từ đó triển khai cho lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên toàn huyện, tổ chức thực hiện gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, cũng như các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của quân đội và địa phương phát động. Hàng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức phát động các đợt thi đua với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Ra Quân Quyết Thắng, Thần Tốc Quyết Thắng, Lập Công Dâng Bác, Phất Cao Cờ Hồng Tháng 8, Xen Đức Luyện Tài, Lập Công Xuất Sắc, và đợt thi đua Tự Hào Về Truyền Thống, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ. Các phong trào thi đua được triển khai theo đúng nội dung chương trình, đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đến từng cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở đó, từng tập thể cá nhân xây dựng chương trình hành động thực hiện cụ thể. Để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền huyện nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn đã xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, trực phòng không, nhất là vào các ngày lễ Tết, Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham mưu cho cấp ủy chính quyền, triển khai đồng bộ các biện pháp, góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, âm mưu thủ đoạn, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch cho lực lượng dân quân tự vệ, sự bị động viên. Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn, đơn vị tự vệ đã tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ, nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ từ 25,6% năm 2012 lên trên 27% năm 2017, đảm bảo dân quân tự vệ luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho cấp ủy. Cấp ủy đã có nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng, công tác huấn luyện dân quân, công tác tuyển quân và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ lệnh của cấp trên về công tác quân sự quốc phòng trong năm. Từ đó tạo điều kiện và tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo, tập trung lãnh đạo một cách tuyệt đối trực tiếp lực lượng dân quân, xây dựng lực lượng vũ trang của xã ngày càng vững mạnh, đặc biệt là lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho hơn 850 lượt cán bộ cơ quan quân sự và cơ sở, tổ chức các đợt
hội thi giảng chính trị cho chính trị viên, hội thi chỉ huy trường, chỉ huy phó quân sự xã, thị trấn, đơn vị tự vệ giỏi, nâng cao trình độ huấn luyện, quản lý, chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác huấn luyện dân quân tự vệ hàng năm đều được triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc. Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ đã chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức huấn luyện theo đúng nội dung chương trình, thời gian quy định. Qua kiểm tra đánh giá, kết quả 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá giỏi. Cùng với làm tốt công tác huấn luyện, trong 5 năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh, tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, tổ chức được 11 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 và đối tượng 4, với gần 3.000 đồng chí tham gia. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 7 đến 9 địa phương. Qua diễn tập đã nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, nâng cao khả năng tham mưu, hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng quân đội, công an, biên phòng cùng ban ngành, đoàn thể và các lực lượng khác, phát huy sức mạnh tổng hợp, xử lý các tình huống, đồng thời bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương. Nét nổi bật trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện nhà, đó là từ năm 2012 đến năm 2017, toàn huyện đã huy động được hơn 8.000 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên với hơn 15.000 ngày công, phối hợp với công an huyện và các lực lượng khác, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, đảm bảo an ninh trật tự, tham gia tuyên truyền, vận động và giúp đỡ nhân dân di rời tái định cư, góp phần vào việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư thực hiện dự án trong khu kinh tế Nghi Sơn. Phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012-2017 đã xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để nhân rộng. Trong đó, Hải Thanh là xã xây dựng và tổ chức hoạt động lực lượng dân quân biển, đảm bảo chất lượng tốt, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự trên biển. Trong những năm qua thì được sự quan tâm của cấp ủy đảng nên là việc xây dựng cái lực lượng dân quân của xã, đặc biệt là dân quân biển là hết sức được quan tâm. Thì với cái dân số đông trên 18.000 dân thì chúng tôi đã xây dựng cái lực lượng dân quân trên địa bàn với tổng số là 94 đồng chí. Đặc biệt cái trung đội dân quân biển thì trên địa bàn mà chúng tôi tổ chức có 28 đồng chí được biên chế thành 3 cái tiểu đội. Mỗi tiểu đội 8 đồng chí trên các con tàu đánh bắt xa bờ. Cái lực lượng này trong năm qua được huấn luyện một cách cơ bản. Chất lượng hoạt động của dân quân của xã Hải Thanh, đặc biệt là dân quân biển là rất là tích cực, phát huy được cái thế mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân. Sau khi lực lượng dân quân biển của xã Hải Thanh được tổ chức biên chế và đưa vào sử dụng hoạt động thì nhìn chung lực lượng dân quân biển của xã Hải Thanh hoạt động là tương đối có hiệu quả, là cơ bản là lực lượng dân quân biển của xã đã phối kết hợp giúp các tàu thuyền trên biển về phòng tránh thiên tai, tìm kiếm cứu hộ và cứu nạn, đồng thời là xử lý một số công việc tranh chấp ngư trường, ngư lưới cụ trên biển và báo cáo về ban chỉ huy quân xã các cấp để kịp thời xử lý một số tình huống xấu xảy ra trên địa bàn tuyến biển, đồng thời cũng như là an ninh về tuyến biển. Trên cương vị là bí thư đảng ủy, chính trị viên, ban chỉ huy quân sự xã Tân Dân, trong thời gian qua, đồng chí Lê Thị Kim Hằng đã cùng với ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tăng cường củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Là bí thư đảng ủy kiêm chính trị viên thì nhận thức rất là sâu sắc về vị trí, vai trò, trách nhiệm của người chính trị viên, chỉ đạo thực hiện tốt cái chính sách hậu phương quân đội
công tác tuyển quân đảm bảo 100% chỉ tiêu của cấp trên giao. Với cái sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và đặc biệt là xác định rõ vị trí vai trò của từng cá nhân, người đứng đầu, rồi của cấp ủy, rồi của chính quyền, và công tác quân sự, quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay là được đảm bảo giữ vững, ổn định tình hình và góp phần trong việc thực hiện mục tiêu chung của xã phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2018. Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động, xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội gắn với cuộc vận động, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, cảnh quan đơn vị ngày càng đẹp hơn, tạo được tình cảm gắn bó của cán bộ, nhân dân với cơ quan đơn vị. Với phương châm, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, phát huy truyền thống của quê hương Tĩnh Gia anh hùng, công tác tuyển quân luôn được cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể và hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Theo đó, trong 5 năm qua, toàn huyện đã tuyển chọn và bàn giao hơn 1.200 công dân nhập ngũ, bảo đảm 100% chỉ tiêu. Các công dân nhập ngũ đều xác định tư tưởng tốt, tích cực tu dưỡng rèn luyện tại các đơn vị. Thực hiện phong trào thi đua, lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới. Lực lượng vũ trang Tĩnh Gia đã tổ chức xây dựng kế hoạch, đăng ký tham gia thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Từ đó vận động cán bộ, chiến sĩ, bộ đội, thường trực, dân quân tự vệ, sự bị động viên, quyên góp với số tiền hơn 300 triệu đồng và hơn 600 ngày công lao động, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa bản Đồng Lách, xã Tân Trường. Các đồng chí ở ngoài về đội đến rất quan tâm đến khu vực khó khăn nhất. Trong đó, từ giờ phút này trở đi là nhà văn hóa của thôn Đồng Lách sẽ sang trang lên một bước. Tặng thánh tiết hội trường thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa, nâng cấp khuôn viên trường tiểu học xã Triều Dương, làm đường giao thông nông thôn ở các xã Phú Lâm, Ngọc Lĩnh, Bình Minh, góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều làng quê trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Là huyện có khu kinh tế Nghi Sơn, một trong 8 khu kinh tế trọng điểm ven biển của cả nước, đang được nhà nước ưu tiên đầu tư với nhiều dự án đã và đang được triển khai xây dựng. Để góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu thành lập Ban Chỉ huy Quân sự tự vệ tại công ty, nhà máy, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, phía thị trí Thanh Hóa đóng trên địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn cũng đã thực hiện tốt cái lực lượng tự vệ của mình, công ty và có một trung đội DKZ. Hàng năm chúng tôi cũng năm nào cũng luyện tập và bắn đạn thật một lần từ 1 đến 2 tuần. Hàng năm chúng tôi đều đạt những cái danh hiệu thi đua của huyện và của tỉnh. Phải nói là cùng với cái lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tĩnh Gia thì phía thị trí Thanh Hóa đã giữ vững được cái trật tự an toàn, góp phần vào xây dựng phòng toàn dân cũng như trật tự an toàn bến cảng. Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, 5 năm qua lực lượng vũ trang huyện luôn tích cực tham gia quyên góp xây dựng quỹ tình nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt thiên tai do Bộ Quốc phòng và địa phương phát động với số tiền hàng trăm triệu đồng. Ban Chỉ huy Quân sự huyện và cơ sở cũng đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo giải quyết chế độ chính sách người có công như hướng dẫn làm hồ sơ khen thưởng tồn động cho hơn 1.000 trường hợp, tiếp nhận thụ lý hồ sơ theo quyết định 62 cho 7.718 đối tượng, đã chi trả cho 6.053 đối tượng, tiếp nhận thụ lý hồ sơ theo quyết định số 49 cho 2.495 đối tượng, đã chi trả 553 đối tượng, xét và duyệt đề nghị hưởng thương binh cho 187 đối tượng. Thực hiện phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, cuộc vận động, quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.
cán bộ chiến sĩ cơ quan quân sự huyện và lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Ghi nhận những thành tích đạt được, 5 năm qua, lực lượng vũ trang huyện đã được Chủ tịch nước tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng. Nhiều năm liền được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2016 cho nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang huyện Tịnh Gia. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Có thể khẳng định, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Tịnh Gia giai đoạn 2012-2017 đã thực sự tạo thêm động lực, sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang toàn huyện vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần giữ vững ổn định, an ninh chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, xây dựng quê hương Tịnh Gia ngày một giàu đẹp, văn minh. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 năm 2017, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã phát hiện 48 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 27 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước với số tiền là 11.230.000 đồng. Trong thời gian này, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ va chạm, tai nạn giao thông nào. Chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.